Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Car Passion. Và hiện tại đứng bên cạnh Sơn đang là một chiếc Honda Civic và được rất nhiều anh em yêu thích, đó chính là chiếc Civic Gen 10. Vậy thì tới thời điểm bây giờ, một chiếc Civic mà Gen 11 đã ra mắt rồi thì tại sao chúng ta lại phải quan tâm với chiếc xe này? Bởi vì có rất nhiều bạn đang gửi tin nhắn về cho mình cũng như là bên kênh Car Passion và cái fanpage của Car Passion rằng là với tầm giá 600-700 triệu và tìm một chiếc sedan thì với mình đây là một trong những cái gợi ý dành cho các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về chiếc xe này thông qua một anh chủ xe, và anh ấy sẽ đánh giá cho các bạn biết rằng là chiếc xe này có nên hay không nên để sở hữu chiếc xe này trong thời điểm hiện tại. Và cũng nói luôn là chiếc xe này đang là chiếc xe Civic nhưng mà phiên bản giữa nha các bạn, đó là phiên bản G, là máy động cơ là 1.8. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp anh chủ xe để nghe những cái chia sẻ của anh ấy. Và thôi. Rồi, xin chào Duy Anh. Hello anh Sơn. Duy Anh là chủ nhân của chiếc Honda Civic mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong cái video clip lần này. Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em về con Civic của mình nhé. Rồi, và bây giờ hai anh em sẽ cùng nhau bắt đầu ngồi xuống và chúng ta cùng nhau trò chuyện. Lâu lắm rồi mới quay giữa trưa nắng như thế này các bạn. Chiếc xe này là nhân vật chính, thì Duy Anh mua chiếc xe này lâu chưa ta? Em cũng mua con này cách đây chắc khoảng 3 tháng. 3 tháng thì lúc mà Duy Anh mua thì là Duy Anh mua mới luôn hay là Duy Anh mua như thế nào? Xe này thì em là mua lướt, em mua lướt không mua xe mới. Tại vì xe mới thực chất nó cũng sẽ không còn. Tại vì cái đời này là đời trước rồi. Đây là đời 2021 đúng không ta? Đúng rồi, 2021. Tại sao Duy Anh lại chọn một chiếc xe về Gen 10 ta? Trong cái đó là mình đã ra tới Gen 11 rồi. Nói vui là xe mới không có tiền mua. Nhưng mà thực tế cái đời này nhìn nó, cái Gen 10 này cái dáng nó sport hơn, nó thể thao hơn. Với một chiếc xe mà Duy Anh mua lại thì cái mức giá mà Duy Anh lúc mà lấy nó là khoảng bao nhiêu ta? Thì lúc em mua lại á thì cái giá cũng thương lượng khá là kỹ. Thì em mua khoảng đâu đó khoảng 680. Giống như là cái chủ đề mà như mình có chia sẻ lúc đầu là với một cái tầm tiền khoảng tiền 600-700 triệu, đây là một trong những chiếc xe mình có gợi ý là một trong những cái mẫu xe mà các bạn có thể lựa chọn dễ nhất. Thì theo Duy Anh trong quá trình sử dụng thì Duy Anh đánh giá như thế nào về chiếc xe này, về những cái cảm xúc khi mà Duy Anh quyết định chọn chiếc xe này đó? Thì cảm xúc đầu tiên là về cái dáng nó đẹp. Cái thứ hai là về cái chất lái. Thì con xe trước của em là con xe hạng B, thì mình sẽ bước vào một con xe hạng C, thì nó sẽ đâu đó nó sẽ cảm giác nó sẽ phấn khích hơn và nó sẽ đã hơn. Nói chung là về chất lái, về sport, và quyết định nhiều nhất để mua con xe này là về cái kiểu dáng của nó. Và một trong những cái món đồ mà Duy Anh đã đổ trên chiếc xe này là những món đồ gì nhỉ? Thương thương thôi, nhẹ nhàng thôi. Và cái quan trọng nhất em thấy đồ con xe này là cái bộ đèn. Đèn là phải đi đèn độ, tại vì xe trước em đi đèn độ rồi. Con xe này là phải đi đèn độ nên nó mới sáng được, chứ đi đèn gì nó sẽ hơi tối. Và cái đèn chung của Honda này đời này nó sẽ bị tối. Bản thân mình cũng đang đi đèn Honda và mình khá là thích với lại cái phong cách họ thiết kế cái đèn như thế này. Cái cách mà tạo hình rất đẹp, phải công nhận, thật sự rất đẹp nha. Nhưng mà khi mà các bạn đi trong đường tối mà thật sự cái đường nó không phải là đường quá tối nha. Nếu các bạn đi đường quá tối thì các bạn sẽ thấy đèn sáng. Nhưng mà khi các bạn đi đường mà như đường thành phố mà có đèn mà vàng dạ vàng vàng xuống thì các bạn sẽ thấy ủa cái đèn mình bật chưa. Và thêm một cái đi đường mưa là các bạn cũng sẽ không thấy đèn luôn. Mình có để ý là bạn có đang gắn một cái đèn bi ở dưới này, thì không biết bi này trên và bi dưới khác nhau gì không ta? Bi trên là bi led ánh sáng trắng, còn bi gầm là đi ánh sáng vàng. Đó, tại vì thường em sẽ hay đi đường xa mà đi mưa rồi đó thì ánh sáng vàng nó mới giải quyết được câu chuyện, còn sáng trắng là chỉ bấm đường thôi. Và bây giờ nếu mà nói về cảm xúc của chiếc xe này thì chắc là anh em mình sẽ lên xe, thì lúc đó lên xe chúng ta đi một vòng ta sẽ biết được là cái cảm xúc nó như thế nào. Và bây giờ là hai anh em bắt đầu lên xe và sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm và cũng như là chia sẻ của anh Duy Anh về chiếc xe này. Trước khi lên xe thì lúc nãy anh Duy Anh cũng đã thử một cái tính năng rất là hay trên cái chiếc xe Civic, đó chính là đề nổ từ xa. Anh Duy Anh cảm nhận như thế nào về cái tính năng đó? Thì mình thấy đây là một cái tính năng rất là cần thiết. Tại vì như anh em đều biết là Honda máy lạnh nó rất là chậm và nó không có lạnh liền. Và khi mình đậu ngoài nắng á thì mình đề nổ từ xa thì nó sẽ giúp trong xe nó sẽ mát hơn. Và khi mà mình lên xe thì nó sẽ dịu lại. Đó, và cũng rất là hay là khi mình đề nổ từ xa thì cửa nó sẽ không mở, nó đều lóc hết. Và 5 phút thì nó sẽ tắt. Thì với tính năng đề nổ á, khi mà anh em đi vào xe á, anh em phải bấm nút đề hoặc là bấm bất kỳ nút nào á là nó sẽ tắt. Chứ mà phải đạp thắng con nút đề thì nó mới nổ lại. Còn không thì chỉ cần gạt nhẹ cần số thôi, nó cũng sẽ tự động tắt máy. Thì đó là tính năng an toàn cũng khá là hay. Ngoài cái đó ra thì mình thấy xe của Duy Anh bên trong nội thất cũng có khá là nhiều món đồ linh tinh nè. Ví dụ như đầu tiên là có một cái ambient light nè. Rồi ở đây là Duy Anh đã thay cái màn hình zin theo xe thành một cái màn hình Android. Thì đây là một cái màn giá rẻ thôi, cái màn giá tầm trung thôi nhưng mà xài rất là mượt. Nó sẽ không có bị lắc, không có bị giật. Và chủ trước họ cũng đã xài cái cam 360 thì mình vẫn tích hợp được lên cái màn này luôn. Tự nhiên xe mình ăn may có cam 360. Tính ra là khi mà các bạn mua một chiếc xe cũ thì các bạn sẽ có những cái lợi khi mà chủ xe họ bắt đầu họ làm những món đồ chơi mình rồi. Cũng chỉ thấy thêm là chủ trước có gắn capo, capo đồ hộ.
với một chiếc Civic thì chắc chắn là các bạn phải chơi một cái bô thì nó mới gọi là đúng cái chất của Civic. Xe đua được bố đúng không? Đó. Nhưng mà mình lại không thích bô độ nên mình đã về bộ limousine. Tức là anh ấy rất là thích một cái phong cách thể thao nhưng mà không thích nó quá ồn ào. Và anh ấy chọn một phương án là quay về lại với đội jean. Tại vì nhà mình thì nó cũng ở trong cái khu dân cư. Mà như khi tối mình lại hay đi khuya nữa, mà về bô nó cứ nổ đùng thì hơi khó cho mọi người. Nên thôi, về lại bô jean. Với đây đăng kiểm cũng đang căng mà. Cái gì về jean được thì cứ về jean thôi. Cảm xúc mà khi anh thích nhất trên cái chiếc xe Civic này là cái gì ta? Cảm xúc mình thích có vẻ như là cảm giác lái. Tuy nó chỉ là 1.8 thôi, nó không phải là 1.5 turbo như cái bản cao cấp nhất của bản RS. Nhưng mà cái khi mà tăng tốc á, nó vẫn cho mình một cái cảm giác là sport. Và bô nó sẽ hú lên và cảm giác nó xe nó giật người mình về sau vậy nè. Cảm giác dính ghế và cảm giác nó sẽ bọt và liên cộng với cái lẫy chuyển số nè. Khi mình xài nó đều á thì nó sẽ cảm giác thể thao và cái vô lăng nó cũng khá là nhạy trong từng cái lái của mình. Nó phải phản hồi ngay. Nghĩa là phản hồi rất là tức thì luôn. Nó không có cái độ trễ. Bữa giờ là khi mà Duyên lấy chiếc xe này xong là Duyên có đi gạ với lại bọt lần nào chưa Duyên? Mình gạ bọt thì bọt họ chê thì lắc đầu. Nhưng mà có lách A. Lách A gạ mình nhiều lắm. Cái điểm mà mình rất là thắc mắc là tại sao Duyên lại chọn chiếc xe phiên bản 1.8 thay vì chọn là 1.5 turbo? Nó cũng sẽ có hai lý do. Một lý do đầu tiên là cái thời lúc mà mình chốt mua xe á thì cái 1.5 nó không có xe cũ. 1.5 có xe cũ nhưng mà xe đổ full bài rồi. Đó thì mình hơi ngại cái vấn đề đó nên mình không mua 1.5. Và cái thứ hai nữa là em thích lại cái cảm giác 1.8. 1.8 SOHC nó không phải là quá hiện đại quá mà nó cũng không phải là cũ quá. Đó, tại vì 1.5 nó chạy rồi thì mình lên từng bước thôi. Mình lên 1.8 để mình cảm nhận được cái động cơ 1.8 nó sẽ có gì khác. Vậy thì với cái động cơ mà 1.8 thì Duy Anh có cảm thấy nó đang rất là yếu so với lại một chiếc xe 1.5 turbo không? Thật sự mà nói em đã chạy cái 1.5 turbo rồi và lên 1.8 thật sự nó không yếu đâu. Nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của mình là dính ghế và chở nặng. Cần là nó có chứ nó không hề yếu. Tức là nó sẽ bớt đi cái hiện tượng bị lắc đúng không? Đúng rồi. Bị lắc turbo. Chạy nó sẽ bị hú cái tiếng turbo. Nghe đâu đó cũng không hơi khó chịu. Đó, nên là mình đi 1.8 mà mình trải nghiệm được. Như dung tích nhớt nhau nó cũng sẽ khác. Và cái bảo dưỡng hoặc là cái công nghệ của nó cũng sẽ khác. Từng thử tải với 5 người lớn và full đồ á, hàng cốp. Toàn là trái cây không nha, nó rất là nặng. Đó, thì xe vẫn có đầm và vượt rất là khỏe, không cần về S luôn khi tăng tốc. Xe về D thôi, xe vẫn đủ chạy. Và khi mình vượt xe nó rất là mượt, nó không cần phải về S luôn. Đó, đi cảm giác đi cao tốc á, xe nó tiết kiệm sẵn hơn luôn. Mà cũng đúng ha, tại vì nếu mà với cái đuôi fastback như thế này thì nếu mà một cái cảm giác khi chở đồ nặng nó sẽ nhõng nhõng lên, nó xẹp xẹp xuống, nhìn nó hơi xấu. Có cũng là một quyết định để em mua cái xe đó. Có rất là nhiều xe mà khi chở nặng cái đít nó sẽ xệ xuống và nhìn nó rất là xấu, và nhìn vào biết xe này chở nặng này chắc chắn luôn. Đó, còn xe mình đi rất là đều, nó không có bị xệ đít nhiều. Hồi đó là cái quyết định nào mà khiến cho Duy Anh quyết định chọn mua chiếc Civic mặc dù Duy Anh đang đi một chiếc xe hạng B của Honda rồi? Quyết định đầu tiên là mình muốn lên hạng xe. Đó, đi nó phải êm ái hơn và nó khỏe hơn. Đây là con xe thể thao và đi ngoài đường chắc chắn là nó sẽ nổi. Đó, thì đó là quyết định để em mua cái xe này. Như thông lệ rồi, em mua xe em sẽ không có chọn cái bản cao cấp nhất. Chọn bản giữa. Lúc nào cũng sẽ chọn cái bản giữa thôi. Đó, tại vì những cái công nghệ hiện tại bây giờ mình thấy hoàn toàn độ lên được hết. Mình có thể thay thế được hết. Và cái bản cao cấp với cái bản giữa nó không chênh lệch nhau nhiều. So với cái Civic này thì nó sẽ chênh lệch nhau về cái động cơ thôi. Còn nói về tính về cái trang bị á, nó sẽ không, gần như nó sẽ không lệch nhau nhiều đâu. Cái chuyến mà hành trình xa nhất của Duyên là đi tới đâu rồi ta? Con xe này thì em cũng khá là ít đi, thực sự là ít đi. Nhưng mà đi xa nhất là đi tới Đà Lạt. Nếu vậy thì cái cảm xúc khi mà Duyên lái chiếc xe này trên đường đèo á, Duyên cảm nhận như thế nào? Cái vô lăng nó rất là nhạy. Và khi mà cái khung gầm nó cũng sẽ cứng nữa. Khi bo cua cảm giác được cái độ chắc của xe. Và nó không có bị văng, nó không có bị vẫy. Nó được cái độ đồng nữa. Đó, thì đi nó khá là sướng. Và một phần nữa là đi con xe này về miền Tây. Đi cái phục rất là sướng. Nó cách âm nó cũng tương đối thôi, nhưng mà về cách âm cái phục của nó phản hồi cái độ dao động của nó có, và đi qua những cái ổ gà nó rất là mượt. Đó, nó sẽ không có bị khó chịu, nó không có bị lớn tiếng và ầm tức khoang lái, khoang động cơ, hốc bánh xe nó đưa lên. Đó, con này nó sẽ giảm thiểu vấn đề đó. Đó, thì đó là một phần để em đổi xe. Rồi, cái điểm mà Duy Anh thích nhất trên cái chiếc xe này đó là cái gì? Là về cái thiết kế và cái cảm giác ngồi. Cái tư thế ngồi đúng không? Cái tư thế ngồi. Nếu mà hạ thấp ghế xuống á thì ngồi như sport, như một chiếc siêu xe vậy. Nó thấp và không thấy được cái đầu xe luôn. Đúng rồi. Và tăng tốc cảm giác dính ghế một phát thì rõ ràng rồi, là như một chiếc xe thể thao và như một chiếc siêu xe thôi.
nhưng mà dù đó là pha kè thôi mà. Thật ra lúc mà mình bước vào ghế mình ngồi mình cũng cảm giác hơi bị bất ngờ, bởi vì cái ghế nó chuẩn bị chìm xuống, tức là đúng cái trọng tâm mình ngồi thấp, mình ngồi rất là sát cái mặt đường luôn, cảm thấy rất là lạ nha, bởi vì cái độ vọng bánh xe vào trong xe nó khá là ít, tại vì cái con xe này đang đi mong 16 chứ không phải là mong 18 như cái bản RS đó, nó cũng sẽ đi nó cũng sẽ êm ải hơn, và cái mâm cái lót cái hành lót cũng rất là dày. Đúng rồi, mình cũng đang đi xe bánh 16, cực kỳ khó kiếm mâm độ, và mâm ví dụ những cái hãng xịn thì rất là hiếm, không hiếm cái mẫu nào dành cho mình luôn. Đi cái bản này rất là khó kiếm mâm độ, nhưng nhờ vậy mình sẽ đỡ tốn tiền hơn. Coi như kiểu là giờ mình nhìn mâm mình thích lắm, nhưng mà bây giờ ôi nó mâm 18, bây giờ mình bánh 16 thôi bỏ. Bỏ đúng rồi, không mua, không ăn cố. Thì người nhà của Danh khi ngồi trên chiếc xe này cảm nhận như thế nào? Về người nhà thì cảm giác như vợ ngồi, vợ cho nói là êm, đi êm ái hơn con xe kia, con xe trước, và lái rất hơn, tại vì thường là vợ cũng lái con xe này nhiều hơn. À, tức là xe này là hai vợ chồng cùng sử dụng luôn. Đúng rồi, nên đi là nó sẽ êm ái hơn, và vợ cũng rất hơn. Và có một điều là vợ nói là đi con xe này không dám đạp chân ga mạnh. Nó hổn quá hay sao ta? Tại vì cảm giác nó hơi giật, khi mà mình đi mình đạp chân ga hổn mà nó sẽ gầm liền, mà nó sẽ phóng người về phía trước liền, giống như kiểu nó chờ sẵn lực đó, đẩy là đi luôn. Đúng rồi, nên cũng sẽ hơi ớ, nên lúc đầu vợ lên lái thì cũng phải là đi nhẹ nhàng thôi, nó không như con xe city trước. Vậy là phải chuyển xe bấm qua chế độ eco để cho nó nhẹ lại xíu. Đúng rồi, mà lại đi eco thì đúng là sẽ đâu đó sẽ tiết kiệm đó, nhưng mà cảm giác nó sẽ bị dìm cái động cơ quá. Đúng rồi, nó sẽ níu động cơ lại, níu động cơ lại, nó không có đi mượt nữa. Nữ đi thì sẽ ok, còn với nam đi thì sẽ thực chất nó sẽ hơi khó chịu. Và nãy giờ thì cũng chia sẻ rất là nhiều điểm mà thích và cũng như là cảm nhận của anh, thì bây giờ tới cái tiết mục quan trọng nhất, đó chính là cái điểm mà anh Duy Anh không thích trên chiếc xe Civic này là cái gì? Điểm đầu tiên là về cái ghế. Ghế là tuy là được cái ghế tài chỉnh điện, nhưng mà ghế phụ này là chỉnh tay. À đúng, ghế phụ này đang là chỉnh cơ. Tại vì khi cái đúng giá con xe này là khoảng gần 1 tỷ khi mà ra lăn bánh lúc thời điểm đó, mà cái ghế phụ chỉnh tay thì hơi tiếc một xíu. Và ghế này được bọc da nè, nhưng mà da này ngồi nó sẽ bị nóng. Da ngồi một xíu nó sẽ ngồi đường dài á, nó sẽ bị nóng lưng, dù nó có lỗ đốt khí đó, nhưng mà ngồi nó sẽ bị nóng, nó không có thực sự là đã đó. Cái thứ hai là về cái như này, nó biết là về cái máy lạnh của xe này, nó không có lạnh liền và nó không có lạnh mà lạnh lan tỏa, lạnh lạnh sâu á, nó không có lạnh sâu á, nó lạnh cái như là lạnh bị lạnh cục bộ, nên sẽ hơi khó chịu, một người ngồi sẽ bị buốt. À dù hàng ghế sau vẫn có cửa gió, nhưng mà ngồi trước nè, ngồi sẽ bị buốt, tức là mình sẽ lạnh trước và phía sau bắt đầu, nghĩa nói chung là bên phía trước này là xe mở khoác, phía sau bắt đầu mới mát. Về thực chất về cái tiếng ồn nó vẫn có hơi khó chịu một xíu so với Honda, nhưng mà đặc trưng rồi, đặc trưng Honda là phải ồn. Khi các bạn quyết định mua chiếc Honda là các bạn quyết định mua chiếc xe thể thao mà có thể xài hàng ngày được, cho nên là cái chuyện nó ồn là đương nhiên rồi. Đúng rồi, và như đã nói nữa là cái đèn, nếu mà đi đèn zin thì chắc chắn rất là tối, không thể nào không quen là đi không được. Vậy thì với một cái người chủ xe mà đang mua một chiếc xe hơi đã qua sử dụng, thì Duy Anh có một số cái kinh nghiệm, ví dụ như mình làm thế nào mình chọn được chiếc xe gọi là ưng ý nhất hay không? Với cá nhân của em nha, thì mình sẽ thứ nhất là quyết định về tầm giá tiền. Tầm giá tiền của mình bao nhiêu mình sẽ chốt lại trong cái tầm giá đó, có những cái mẫu xe gì thì mình sẽ quyết định mua con xe đó. Xe em sẽ mua với đồ những xe dưới 15.000 km. Thì thuần nó kiểu là lướt luôn. Lướt luôn. Thì đối với những xe hơi thì gần như là 15.000 km thì nó chưa là gì hết. Đó, thì đi nó sẽ ok hơn. Và cái thứ ba là quan trọng nhất là sẽ thích con gì mua con đó đi, tìm hiểu thì về mình trải nghiệm sao. Chứ bây giờ rất là nhiều thông tin và rất là nhiều những thích con này thích con kia sẽ có những tranh luận bằng ra bằng vào đó. Như kiểu như em mua con xe này cũng sẽ có người nói là tại sao đi mua bản 1.8 không mua bản cao nhất, quan trọng là mình thích là được đó. Và quan trọng nhất là mình lái mình có cảm giác với nó là mình lái chọn đi, cứ là cảm xúc lái là quan trọng nhất. Đúng rồi, và chiếc xe mình yêu thích là cứ thế mà mút thôi, cứ thế mà mút thôi, tại bây giờ rất là nhiều xe không thích thì bán. Và chiếc xe tiếp theo của Duy Anh sau Civic này sẽ là chiếc xe gì? Ở thời điểm hiện tại không con nào qua Kia Carnival. À, con xe thuần gia đình. Nếu như mà Kia Carnival thì chắc chắn là Danh vẫn giữ tiếp chiếc xe này rồi. Đúng rồi. Vì Carnival mà nếu mà các bạn đi trong phố thì bạn sẽ thấy nó rất là bự, cho nên là cái chuyện mà các bạn xoay trở nó cực kỳ khó luôn. Bản thân mình cũng rất là ngán khi đi với chiếc xe đó. Ngồi thì sướng, lái đúng thì cực. Lái thì cực. Nhưng mà tính này số đông thôi. Những người rất êm ái thì gia đình mà bắt buộc phải chọn con Carnival thôi. Có một cái điểm mà mình rất là thắc mắc, cũng như là rất nhiều bạn khi mà xem clip này cũng sẽ có đặt một câu hỏi, đó chính là tại sao Duy Anh lại chọn chiếc xe Gen 10 ở bảng giữa thay vì chọn một chiếc xe Gen 11 bảng giữa? Bởi vì chiếc xe Gen 11 đang có rất là nhiều thứ, ví dụ như là tính năng an toàn này, rồi động cơ 1.5 turbo. Đúng là công nghệ an toàn dành cho người lái rất là thoải mái, đi về công nghệ an toàn sẽ càng tìm sâu. Nhưng với em, những công nghệ Honda Sensing và những tính năng an toàn á, nếu mà đi bản thân em chạy nha, thường là em tắt hết. Tại vì
mình lái ở trong phố thì mình đủ sức để mình can thiệp vào những cái vấn đề đó. Còn khi mà đi đường dài thì mình đâu đó mình cũng chỉ xài những cái gì như là cảnh báo lệnh làn đường hoặc là cảnh follow theo xe phía trước thôi đó. Mình nhìn những cái tính năng đó ở Việt Nam rất là khó xài, bị cái là bị can thiệp nhiều quá. Với lại em đã từng bị cái Honda Sensing rồi, như là khi mà mình đi ở đường miền Tây á, mình đi xuống lề thôi, mình đi mình né xe thôi, mình đi xuống lề thì gặp cái vật cản cái cây thôi, tự động xe nó thắng cắm đầu lên luôn đó. Hoặc là người đi xe máy họ chỉ đi, mình đang ở giữa đường luôn, xe nó thắng cắm đầu lại. Tự nhiên những cái tính năng an toàn nó quay lại câu chuyện là những tính năng mất an toàn đi, mình cảm thấy bị bất an, sợ xe sau đó ủi mình. Đúng rồi, nó dù biết công nghệ hay đó nhưng mà thường là sẽ tắt hết. Em cảm giác là mình vẫn xử lý được những cái vấn đề đó. Hệ thống âm thanh trên xe thì Duy Anh đánh giá như thế nào ta? Hệ thống này là chắc zin chứ chứ nhỉ? Đúng rồi, hệ thống âm thanh là hệ thống zin. Với một người chuyên môn âm thanh không cao như em thì em vẫn đánh giá là âm thanh trên con xe này vẫn là nghe ổn, vẫn nghe được. Tại vì có một phần nữa là tại sao thấy ổn, tại vì cái màn hình nó có con chiếc âm thanh xử lý rất là tốt. Và khi mà đi trên xe thường là em sẽ chuyển vào cái chế độ là rạp phim, tức là âm thanh vòm nó sẽ tái tạo được cái năng lượng cái âm thanh đó như một như đang đọc phim vậy đó, nên nghe nó rất là đủ, nó không có thiếu nữa. Và một cái điểm chê nữa là khi mà mở nhạc lớn quá đó thì những cái loa này nè và những cái cửa này nè nó bắt đầu bị rè đánh lớn quá, thì cái đó là một cái điểm gọi là thêm thôi. Những âm thanh anh em chơi đều biết rồi, phải dán cách âm thì mới ok được. Với lại là phải dán vào khoảng chừng 50 triệu nữa thì tạm ổn, nhưng có giảm thanh là nghe chơi được. Đúng rồi. Dự kiến là cái chuyến đi xa nhất của Duy Anh với chiếc xe này sẽ là đi đâu ta? Mình đang có một chuyến đi xuyên Việt dự tính. Duy Anh có cảm thấy bất an khi đi một chiếc xe CVT khi mà mọi người nói là hộp số CVT thay dây đai hết cả 100 triệu, 120 triệu gì không? Em nghĩ vấn đề đó không khó đâu, tại vì khi mà xe mình bao dưỡng thường xuyên mà mình sẽ đi cũng xe khá là kỹ. Nên mình cứ đi thôi và cứ trải nghiệm thôi. Hộp số CVT và dây đai thì nó thẳng là con City nó sẽ bị nhiều hơn. Đúng rồi, đa phần là thấy là City bị nhiều hơn City là Civic. Civic, nhưng mà mình đã đạp con City gọi là 2 năm trời, mình chạy gần 50.000 km rồi. Đó thì mình đã tự tin vào cái hộp số của Honda hơn. Và thêm một điểm chưa thích trên Honda nói chung ở gần như là tất cả các dòng luôn. Có màn hình nè, có cam lùi nè. Nhưng Honda lại không trang bị cảm biến lùi cho xe. Không hiểu. Trước City trước là có, City đời anh là có. Đời sau là cắt rồi. Cắt rồi, City, Civic. Rồi CRV luôn. Gần như là cũng cắt cái cảm biến lùi. Không hiểu tại sao. Cái trang bị nó không có quá nhiều tiền đâu. Nó rẻ lắm, bây giờ gắn ngoài thị trường tầm 2 triệu, 1 triệu rưỡi là đã có rồi. Nhưng mà tại sao không trang bị chính hãng? Đó là một câu hỏi mà để cho hãng giải quyết. Khó hiểu. Và với lại hơi tiếc là cái bản 2017 của Civic này nè. Nó có cửa sổ trời. Đúng rồi. Nhưng mà cái đời này lại bị cắt nữa trời. Đời này bị cắt và đời sau cũng bị cắt luôn, Gen 11 là hoàn toàn không có cửa sổ trời. Hơi tiếc một xíu. Thì chắc có cửa sổ trời thì cũng không là gì, bị nóng hơn thôi. Nhưng mà đâu đó nghe xe có cửa sổ trời, nhiều khi mình đi biển rồi mình mở ra mình lấy gió thì nó cũng thích hơn đúng không? Với những cái option hiện tại và những cái bản nâng cấp hiện đại luôn thì trong tương lai Duy Anh có nâng cấp thêm những món đồ gì nữa hay không? Về động cơ chắc là không. Nhưng mà nếu mà đăng kiểm nó nhẹ nhàng hơn và tốt hơn đó, thì em sẽ lên thêm đèn, thêm một cái bi chuyên pha cho con xe này nữa. Và đâu đó chắc là sẽ lên một cái body kit nó nhìn nó hàm hố hơn một xíu so với đời này. Dù đã gắn cái đèn hậu ở phía sau nhìn nó lực hơn rồi đó, nhưng mà nhìn cái nó vẫn thiếu cái gì đó. Nó vẫn còn hiền quá. Nó vẫn còn hiền thiếu quá. Thiếu một cái quay đuôi nè. Đúng thiếu rồi. Thiếu một cái body kit và thiếu một cái mâm. Đó, thiếu hơi nhiều đó. Thêm một cái dàn bô system nữa. Đó. Nhưng mà đó là câu chuyện của về sau, nhưng mà với hiện tại thì con xe này vẫn chấp nhận được, vẫn là ổn rồi. Vậy thì với một cái người bạn mà nếu như đặt một câu hỏi rằng là có nên mua Honda Civic mà cái đời 2017 đến 2021, ví dụ như đời tương tự Gen 10 đi, thì Duy Anh nghĩ như thế nào? Tại vì hiện tại giá xe đang rất là tốt, chạy được trong khoảng ít nhất là từ 3 tới 4 năm nữa, vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của mình. Và cả nhắc lái và động cơ nó cũng không có sự khác biệt nhiều so với Gen 11, nên mình vẫn có thể lựa chọn con xe này. Với cái tầm tiền khoảng chừng 600 tới 700 triệu để lựa chọn một chiếc xe Gen 11 hay là một chiếc xe Gen 10, lựa chọn phương án nào tối ưu hơn? Với tầm giá loanh quanh khoảng 700 triệu thì nếu anh em mua xe mới thì anh em chỉ được một chiếc xe mới hoàn toàn, đạp thùng, xé siêu. Đúng rồi. Còn khi mà anh em mua con xe khoảng 700 triệu, 600 rưỡi thôi mà chủ cũ bán lại, xe mới của mình nha, xe mới mình và một số đồ chơi đi kèm, và tiền ở đây có thể đổ thẳng lên xe mới luôn, đổ thẳng lên những cái món đồ mà anh em thích luôn, hoặc là con xe đó đã được đổ sẵn rồi
Tính ra nếu mà với một bài toán của Duy Anh tính thì cũng có vẻ có lợi, bởi vì khi mà chúng ta mua một chiếc xe mới thì đúng thiệt là chúng ta chỉ được cái cảm xúc vui vẻ ban đầu là xé tem, xé siêu đó. Còn lại là khi mà muốn gắn một món đồ gì cũng phải tốn tiền, trong đó là mua một chiếc xe đã qua sử dụng gọi là của người mới ta, thì chúng ta sẽ có thêm một cái sự option là các bạn đã đổ sẵn hết rồi, mình chỉ việc mua xe về đổ xăng mình chạy thôi đó. Tại vì nhưng mà cái đó không áp dụng đối với lại xe BMW đấy, lăn quanh 650 vẫn có BMW 3 series nhưng mà mua về là phải tốn tiền lắm á. Anh em phải mua 600 nhưng mà tài khoản anh em phải có khoảng 1 tỷ, nhà là phải có xe thớt sẵn luôn nha. Các bạn có những câu hỏi gì về Honda Civic cũng như là những cái gì liên quan đến những cái dòng xe hoặc là âm thanh gì đó thì có thể để lại bình luận bên dưới. Thì bản thân anh Duy Anh cũng đã qua rất là nhiều những cái về kỹ thuật ô tô cũng như là về độ xe ô tô, cho nên là sẽ tư vấn cho các bạn tốt hơn. Ngoài ra thì cảm ơn bạn xem video clip này, nhớ like, subscribe kênh Carpassion và theo dõi tụi mình trong các video clip tiếp theo. Rồi, cảm ơn Duy Anh trong những cái chia sẻ ngày hôm nay, và cảm ơn bạn, chúc bạn có thêm nhiều sức khỏe cũng như là sớm đổi thêm một chiếc xe Carnival mới. Cảm ơn anh Sơn rất nhiều, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay. Xin chào. Bye.